Kính thưa quý vị, Hoàng Đức Bơ xin đón chào mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đối với Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng ta sẽ khám phá được những thực đơn và những công thức chế biến rất là độc đáo đến từ các bạn fan hâm mộ dành tặng món quà tinh thần với đúng gu yêu thích của một nghệ sĩ khách mời. Đây chính là một trong những diễn viên mà Hoài Đức Bơ cảm thấy anh ấy vừa tài năng, điển trai mà còn kinh doanh giỏi nữa. Đó là ai? Đó chính là diễn viên Minh Luân. Yeah, xin chào anh. Đây, xin mời anh Luân. Chào Hoàng Rapper. Dạ. Vâng, lời nói đầu tiên cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. À, thì không biết giờ này em thấy anh hơi đô quá. Đô à? Đô. À, mập, em nói mập đi chứ đô gì. Không thiệt, săn chắc là tập gym dữ lắm anh. Ờ, anh tập thường xuyên lắm á. Wow. Ủa vậy anh tập theo cái thời khóa biểu sao ta? 24/7. Chủ nhật. Ủa, có một số chỗ phòng gym chủ nhật người ta đóng cửa nghỉ. Bởi vậy cho nên anh tới lần nào thấy cũng đóng cửa nên anh chưa tập ngày nào. Chưa tập ngày nào. Thôi vậy luôn ha. Hôm nay sẽ là cơ hội mới để anh có thể nạp thêm năng lượng nha. Rồi xin mời anh vào phòng khách à. Dạ. Anh thấy nhà em sao? Khang trang. Dạ. Sang trọng. Bếp thì cũng đẹp mà không biết đồ ăn sao thôi. Yên tâm đi, với không gian này á, là mình đã có một tinh thần thoải mái để mình cởi mở và chia sẻ nhiều câu chuyện. Bên cạnh đó những món ăn sẽ giúp cho anh Luân có thể là nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa hoặc là mình khám phá thêm những khẩu vị mới. Thật sự là khi mà mời tham gia chương trình này á thì Minh Luân rất là hào hứng bởi vì mình được thưởng thức những cái món ăn mà đầu tiên ngày xưa mình chưa làm được. Dạ. Kính thưa quý khách, thì nhà hàng chúng tôi đang sẵn sàng để phục vụ, để làm hài lòng quý khách 100% ngày hôm nay. Xin mời quý khách có thể đặt hàng hai món ăn vào hai tờ giấy này cùng với chúng tôi ạ. Giữ bí mật để lát nữa mình chia sẻ vì sao anh lại yêu thích hai món này. À, xong chưa ạ? Xong rồi. Rồi mình hãy úp lại hen để lát nữa mình bật mí sao. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ đã đăng ký từ rất là lâu để đến đây có thể gặp gỡ trực tiếp anh. Chỉ có hai tấm vé thôi, đã thuộc về hai bạn Ngọc Diệu và Mỹ Khánh. Xin mời. Đã. À, chà. À, hai cô gái rất là đẹp nhau, mặc đồ đen. Đây mặc đồ trắng hiểu luôn rồi đó. Tại vì bữa nay tụi em có xin nhà với nhau trước là để ưu tiên là cho sự xuất hiện của anh Minh Luân là nổi bật nhất đúng không mấy đứa ha. Đây chào hai bạn, mình giới thiệu về bản thân mình nào, xin mời em. Em chào hai anh, em tên là Mỹ Khánh và năm nay em 19 tuổi. Em hiện tại đang làm mẫu ảnh và cũng đang học thanh nhạc, đang là sinh viên năm 2. Cảm ơn em. Rồi mời em. Dạ em chào anh Hoàng và anh Luân ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Diệu. Em là hiện tại là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Kinh tế nước ngoài ạ. Cha hai bạn có nhiều điểm chung quá, chiều cao cũng tương đồng nè, cũng rất là trẻ tuổi và dễ thương. Bên cạnh đó là chọn một áo đen ngày hôm nay. Cũng cùng là năm 2 nhưng mà nói thiệt nha, em có nấu ăn thường xuyên không? Dạ có ạ, tại vì em là sinh viên nên em hay những ngày rảnh á em thường sẽ mua đồ về nấu với các bạn ạ. Dạ. Còn với Mỹ Khánh thì không biết là bạn ấn tượng và yêu thích anh Minh Luân ở điểm nào nè? Em biết anh là một diễn viên, rồi sau này em còn có thấy anh hát nữa hả? Gần đây em thấy anh có kinh doanh và hay quá. Nên em cảm thấy là rất là hâm mộ về tài năng của anh. Dạ. Còn với Ngọc Diệu, em ấn tượng anh Minh Luân ở điểm nào? Dạ, tại vì anh ấy đẹp trai ạ. Đơn giản, riêng Hoàng Rapper thấy đẹp trai thôi là hàng. Nhưng mà bữa nay là bớt đó nha em, bữa trước dữ dội lắm. Bữa nay anh hơi đô hơn rồi đấy em. Mập thì nói đại đi chứ đô hoài luôn á thiệt. Thôi nói chuyện vui thôi. Ngày hôm nay đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều bí mật về khẩu vị, về cuộc sống của anh Minh Luân qua ba từ khóa ẩn chứa sau ba con số khác nhau. Bây giờ mình cùng chơi trò chơi nhỏ nhỏ để Diệu và Khánh có thể giành quyền ưu tiên lật ra những con số này và đem lại những quyền may mắn dành cho mình nha. Dạ. Đây, xin mời hai bạn cầm bảng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Dạ. Câu hỏi như sau: đâu là một trong năm kỷ lục thế giới cho ẩm thực Việt Nam vừa được tổ chức kỷ lục thế giới công nhận? A. Quốc gia sở hữu nhiều món ăn chế biến từ phô mai nhất thế giới. B. Quốc gia sở hữu nhiều món ăn chế biến từ côn trùng nhất thế giới. Và C. Quốc gia sở hữu nhiều món ăn chế biến từ hoa nhất thế giới. Dạ, mình cứ ghi ABC là được rồi. A nói chung là phô mai nè, B là côn trùng và C là hoa mà chế biến nhiều nhất thế giới. Hai bạn đã có đáp án rồi ạ. Dạ. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Trời, công nhận nha, mấy bạn trả lời vừa nhanh mà còn biết trang trí nữa chứ. Hai bạn cùng là chọn là C ạ. Quá giỏi, chính xác, đó chính là C. Chúc mừng hai bạn. Dạ.
Dựa trên đề cử từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, mới đây đã công nhận 5 kỷ lục thế giới cho ẩm thực Việt Nam. Trong đó có kỷ lục quốc gia sở hữu nhiều món ăn chế biến từ hoa nhất thế giới, cùng các kỷ lục như sở hữu nhiều món ăn sợi và nước dùng nhất, sở hữu nhiều loại mắm nhất và có các món ăn chế biến từ mắm được ưa chuộng nhất, sở hữu nhiều món cuốn nhất và sở hữu nhiều món làm từ bột gạo nhất. À, tự hào quá anh luôn ha. À, chúc mừng hai em, nhưng mà bị cái là cả hai bạn đều trả lời đúng nên chưa có ai có ưu thế hết. Nên thôi, quyền lựa chọn ô số sẽ thuộc về anh Minh Luân. Bây giờ hai bạn chưa có ai chiếm được ưu thế hết thì thôi anh chọn con số giữa đi. Giữa. Cân bằng hai bên rồi chọn số 2. Đó. Xin mời, bí mật sau ô số 2 là vị miền Tây. Ba từ này không quá khó hiểu, mà đối với một người con quê hương Đồng Tháp giống như là anh Minh Luân thì cái vị miền Tây chắc chắn là dính liền với anh dữ lắm á. Thì đa phần là những cái món đậm chất miền Tây, chẳng hạn như mắm hay là cá, những cái gì mà nó có sẵn á. Thường thường ở miền Tây là những cái gia vị nè, là những cái nguyên liệu mình chế biến á, đa phần là nó có sẵn hết. Anh nói rõ hơn một chút xíu đi à, vị miền Tây thì đắng, cay, ngọt, bùi, vị như thế nào à? Ví dụ như là cái món canh chua á, thì ở dưới quê thường thường có giấm hoặc là mình sẽ thay bằng chanh. Dạ. Đó. Rồi bông súng là cũng có sẵn nè. Rồi cá là mình có thể bắt từ dưới hoặc là tép hay là tôm, mình nấu canh chua đều được. Rồi rau thơm nè, rau ngò gai nè. Đó là những cái nguyên liệu mà chúng ta đều là có sẵn hết. Có sẵn. Đó, chính vì vậy mà cái những cái vị miền Tây tức là nó không có những cái chế biến quá nhiều mà nó phức tạp đâu. Mà nó rất là đơn giản. Nó ngọt tự nhiên đúng không anh? Đúng rồi, ngọt tự nhiên. Rồi đó, các bạn nhớ nha, ngọt tự nhiên. Một mạc à. Dạ. Như vậy chúng ta đã trải qua được một cái bí mật của anh Minh Luân về khẩu vị. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Bây giờ là câu đố vui đi. Mình ghi đáp án ra nha. Câu này dài dữ lắm. Bánh gì ăn ít mà nhiều hết? Bánh nhiều, bánh gì trời? Như vậy là rối luôn á. Cái này là đố vui nha, đố mẹo. Bây giờ mình ráng mình nặng cái chữ nhiều nó ra cái chữ gì để ra cái bánh đó. 3 2 1 Xin mời đáp án. Đáp án là bánh bao là của Diệu. Bánh ú dễ thương vậy. Cũng hợp lý ha, nhiều cân nhiều ký ha. Bánh bao bao hết, rộng hết là cũng được. Nhưng mà thí dụ như là ít là thiểu số. Yeah. Thì nhiều là gì ạ? Đa số. Bánh đa. Đúng rồi, bánh đa. Ôi ủ quá. Hai bạn chưa có ai trả lời đúng hết. Thôi, tiếp tục mời anh Minh Luân lựa chọn ô số ạ. Rồi, bây giờ anh sẽ chọn ô số 1. Số 1, xin mời ô số 1. Hương đồng quê, trời ơi, thêm cái huy hiệu thần bếp nữa. Dạ, hai bạn không ai sở hữu được huy hiệu thần bếp luôn. Anh hơi bị đặt cái phần cá nhân của mình nhiều quá. Tức là bản thân anh là người, cái người ở miền Tây, tức là quê Đồng Tháp. Mình thì rất là ấn tượng với những gì mà mình đã được thưởng thức. Những cái món đó là tuổi thơ luôn đó, nó cả tuổi thơ. Khoảng thời gian đó thì Minh Luân có đi ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang á. Dạ. Xã Tân Tuyến á, lúc đó là đi đồng ruộng với ba á. Lúc mà những năm mà được nghỉ hè đó, rồi vô đó thì ba thì đi làm. Lúc đó mình đâu biết làm gì ở nhà, ba kêu nấu cơm. Thật sự lúc đó nấu cơm thì nấu lò củi á, nấu cơm 2-3 tầng không mà. Trời ơi, khét đó. Rồi cá là lúc đó là dễ lắm, tức là đi xuống sông á, mình bắt bằng tay luôn. Bằng tay luôn. Tức là vô đó mình mấy cái hang á, mình đưa tay vô như là mình bắt thôi. Bắt cá xong rồi á, làm con cá làm hoài là không được. Tức là ngày xưa bắt con cá rô á, làm xong còn bộ xương không ạ? Đánh bay xong còn bộ xương. Tức là đánh á, làm con cá vậy nè. Đánh xong rồi làm thịt, làm xong còn bộ xương không có dễ thương. Ai chà, hai bạn hiện tại chưa có ai chiếm được thế. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng mình vận động nào. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho hai bạn Khánh và Diệu cố gắng làm sao chiếm được quyền ưu thế bằng cách vượt qua thử thách hơi vận động một tí và pha chút xíu mạo hiểm. Đó chính là chúng ta bằng đôi chân trần rất là dễ thương đáng yêu này đi trên một cái đường đua, nó khá là trơn trượt, các bạn hãy thật là cẩn thận nhé. Bên cạnh đó, trên miệng mình sẽ ngậm một cái muỗng, dùng muỗng không được dùng tay nhé, múc những trái tắc nó lên, sau đó di chuyển đến mục tiêu và đặt tắc vào bên trong hai cái tô lớn này. Trong vòng 2 phút, bạn nào có được nhiều tắc hơn, bạn đó giành chiến thắng. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, mình múc. Đó, hay quá, ráng lên Khánh. Đó. Rồi, Diệu cũng ráng lên nè, cẩn thận Khánh ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Cố lên, chậm chậm. Giỏi, chậm mà chắc nha, chậm mà chắc. Ê, cẩn thận nha, ra ngoài. Thả nhẹ nhẹ nha. Rồi. Thả mạnh quá, nó văng ra ngoài là không hợp lệ nha. Này có quyền trợ giúp không? Quyền trợ giúp không? Dạ ơi, về tinh thần thôi anh. Rồi. Chứ đừng đụng vào hiện vật à. Ráng lên, ráng lên. À, Khánh múc cũng khéo quá ha. Trộn giữ thân bằng nữa. Cố lên.
Cố lên. Dạ, anh nghĩ là Khánh chơi tốt nha. Anh nghĩ là cố lên. Thấp cái muỗng xuống, thấp cái muỗng xuống. Đó, 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 đó. Ráng lên nhiều ơi, ráng lên nhiều ơi. Cố lên, cố lên. Dạ, căng à, căng à. Không mấy mình giúp qua giúp lại ha. Bạn này đẩy cái giấy tắc để vào cái muỗng của bạn kia. Trời, 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 trời. Không mấy anh đỡ em không chịu không? Không chịu hả? Không cần, không cần. Em chỉ cần Minh Luân thôi sao? Đi theo nhạc luôn nè, đi theo nhạc luôn nè. Anh ghi nhận thái độ của Khánh nha. Hai bạn chơi với tốc độ khá là đều á, nhưng mà chúng ta chỉ còn chưa đầy 60 giây nữa mà thôi. Cố gắng lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thời lượng đã trôi qua rồi. Từ từ chậm mà chắc nè. Ấy cha, bạn Diệu đi nhẹ nhàng thanh thoát ghê á. Đó, lúc nãy còn là bạn... Diệu đang bị thất thế, bây giờ Diệu có vẻ như là tự tin hơn rồi. Cố lên, cố lên, còn bao nhiêu giây nữa? Rồi, chuẩn bị nào, chuẩn bị đếm ngược nào. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Yeah. Hay quá, hay quá. Vẫn chưa phân định được thắng bại thì bây giờ phải làm sao đây? Dạ, bây giờ mình bước vào hiệp phụ. Nghe dễ lắm, ngậm trái tắc trong miệng, hát được bài hát mà làm sao tròn vành rõ chữ. Anh Minh Luân nghe được cái bài đó là bài gì mà đầy cảm xúc la được. Dễ hơn chưa nè? Rồi, xin mời đề bài của anh Minh Luân ạ. Rồi, đây nè, bây giờ thay vì mình ngậm một trái đúng không? Nửa trái thôi. Thì bây giờ nửa trái thôi. Đây, đó, em nửa trái. Cắt đôi rồi, đó, lau rửa sạch sẽ rồi nha. Mình nghĩ trong đầu bài hát rồi ha. Rồi, như vậy thì Diệu ha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta còn bị thương nhau, hay là nhớ gặp nhau và cười. Trời đất ơi. Ăn luôn đó hả? Ngon mà. Ok, cảm ơn em, từ từ anh. Rồi. Cứ để bạn ngậm đi, cái tội hát hay quá. Rồi, rồi bây giờ tới bạn Khánh nè. 3, 2, 1, xin mời. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lời, nhưng nhớ em không hề nhau thêm nữa. Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu thế không phải mờ. Ok. Hay quá. Em Thảo thấy hai bài hát vừa rồi với hai cái hoàn cảnh nó khá là éo le vậy đó, thì bạn nào sẽ xứng đáng có được quyền ưu thế ở trận đấu này? Đúng là cái người có luyện thanh nhạc thì có một cái tí xíu là nhỉnh hơn. Dạ dạ. Thì chắc là Hoàng cũng như là tất cả quý vị khán giả thì cũng đã nghe rồi, đã biết rồi đúng không? Cái phần thử thách này là Khánh chiếm ưu thế hơn. Dạ. Chúc mừng Khánh. Ok, vậy xin phép Diệu nha. Mình nhường quyền ưu thế cho bạn Khánh. Chúc mừng bạn, chúng ta chiến thắng ở vòng này. Và chúng tôi chúc mừng cho bạn Mỹ Khánh đã giành được quyền ưu thế lật ô số còn lại là ô số 3 Mỹ Khánh ha. Rồi, xin mời nội dung ô số 3. Không chân mà chạy cha. Bắt đầu thấy khó hiểu rồi đó. Hai cụm từ đầu thì mình có thể mình đoán được, nhưng mà không chân mà chạy nó liên quan gì đến đời sống ẩm thực của anh Minh Luân? Không chân mà chạy chẳng hạn như là rắn nè. Uh-huh. Lương nè. Uh-huh. Cá chạch nè. Uh-huh. Đó. Rồi những cái con mà không có chân á, hay là những cái món hải sản cũng được. Thì những món đó anh thích hay không thích? Thật ra là những cái món mà mình thích đó là cá, nhưng là tất cả các loại cá. Dạ. Còn những cái món mà không ăn, những hạn như rắn nè, chuột nè, lương thì thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà thật, những cái con đó thì mình không ăn thôi, không thích thì không ăn thôi. Dạ. Như vậy là chúng ta đã thấy được là anh Minh Luân cũng có một chút xíu hài hước thú vị trong cái gu ăn uống của anh ấy. Mặc dù dễ tính, dễ ăn, dễ chịu, hương vị nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà có một số món là chúng ta sẽ không động tới. Nào, chúng ta hãy sẵn sàng chờ đón xem lượt ưu tiên tiếp theo của bạn Mỹ Khánh được lựa chọn món ăn. Bạn sẽ lựa chọn món nào nha? Một bên là sườn non kho tiêu, một bên là tôm lăn bột sốt chua ngọt. Em cảm thấy mình sở trường của mình, khả năng của mình nấu ngon món nào? Em nghĩ là tôm lăn bột sốt chua ngọt ạ. Ồ, tại sao em chọn món này? Tại vì em không thích ăn thịt heo à. Ủa vậy hả? Em thích ăn hải sản. Dạ, vậy thì tôm lăn bột sốt chua ngọt. Dạ. Dạ. Dành cho em. Như vậy là đương nhiên món còn lại là sườn non kho tiêu sẽ thuộc về bạn Diệu nha, ráng cố gắng nha. Rồi, bên cạnh đó là thêm một quyền ưu tiên nữa dành cho Mỹ Khánh. Bạn được quyền lựa chọn khu vực bếp của mình. Bên đây là bên trái nè. Bên kia là bên phải. Bạn chọn bên nào? Em nghĩ là em sẽ chọn bên trái ạ. Bên trái hả? Dạ. Vậy là khu bếp bên phải sẽ thuộc về Diệu nha. Hai bạn cố gắng lên. Nào, chúng ta vào bếp thôi. Quý
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Bạn Khánh đang có sở hữu được một cái đôi giày rất là đặc biệt. Thường là giày người ta là giày da hay là giày vải. Còn này là giày làm bằng nha đam đó. Coi như bữa nay được massage chân nha Khánh hen. Đó, em sẽ nấu nướng chế biến thức ăn trong cái điều kiện là di chuyển bằng nha đam, nên thật là cẩn thận với những bước chân của mình. Bên cạnh đó là khu bếp của bạn Diệu. Thì bạn Diệu đang có một cái găng tay nó thần kỳ lắm. Găng tay này nó không co lại được. Đã găng tay bếp nó to mà bên trong còn lận thêm một miếng bìa cạc tông, nó rất là cứng, đâm ra rất là hạn chế cho việc cầm nắm, nên bạn hãy thật cẩn thận trong quá trình mà lỡ mình có cắt hay là sát gì nha. Dạ. Anh sẽ luôn ủng hộ tinh thần, nếu cần anh lột với em nha. Không, không, em nha. Không. Cái tinh thần của anh sẽ thể hiện qua những thử thách. Thử thách gì? Nếu mà anh để ý kỹ những cái nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính, sẽ có những mẫu giấy rất là nhỏ, bên trong đó ghi rất nhiều thử thách bắt buộc khách mời nghệ sĩ là anh Minh Luân phải vượt qua những thử thách đó thì người chơi mới được quyền sử dụng món nguyên liệu đó. Chứ không phải là hôm nay tới đây thưởng thức hả? Dạ, muốn ăn phải lăn vào bếp. Thì bây giờ xin mời anh lăn ra phòng khách để mình sẵn sàng vượt thử thách nha anh. Rồi, chúc hai bạn may mắn nhé. Ủa, thiệt luôn hả? Dạ thiệt, đây lừa làm gì? Mấy khi mình được nhiều người đẹp nấu nướng cho mình ăn đâu anh? Nên anh Luân ơi! Ơi! Anh ơi, bây giờ em đang không có gia vị để làm sốt ý. Em đang thiếu hành tím, ớt và bột ạ. Bây giờ ở đây có một cái thử thách, anh giúp em thực hiện và lấy giùm em nhé. Là ngồi trên thú nhún đi tìm những gói gia vị người chơi đang cần tìm trong phòng khách, mang đến bếp cho người chơi. Trời ơi! Dạ. Cao to, đẹp trai, ngồi lên con ngựa thiệt hợp hết sức. Như hoàng thử nữa. À, quên nữa, cái vị trí nằm đâu? Em đâu biết, anh nhìn xung quanh đi. Nằm trong phòng thấy, món rồi, thấy món rồi. Như anh là lấy trước món đi. Hành tiếp. Mà nhúng ghê thiệt, nhúng bằng một tay chứ. Rồi được, có hành tiếp rồi. Có hành tiếp rồi. Nhúng đúng rồi. Rồi clap, clap. Dễ thương quá. Hình ảnh này lần đầu tiên em thấy luôn á rồi. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Em cảm ơn. Giỏi. Hai món còn lại là bột và ớt. Em tìm phụ anh nè. Chắc trong cái hình quá. Bột nè, bột nè. Ủa mà hình đâu có lấy được trời. Đây đây, đó. Có nè. Hay, hay quá. Còn cái ớt. Ớt mới khó nha. Không biết là ớt bột, ớt trái, ớt sắt, ớt gì ta. Ớt hiệp. Nè, Giang hả? À đây là ớt, hình như đây. Phải không? À, nè, nè. Trời ơi, hay đó. Thiệt chứ. Vậy mà anh tìm ra được. Hay quá. Giỏi. Đi, 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 đi. Cười thì người ta bớt cười lại. Cười vừa cười vừa cười vừa mất hơi. Nào nhúng nhúng đi, anh nhúng dễ thương lắm luôn á, nhúng chuyên nghiệp dễ sợ. Rồi. Thử ba món ha, em được quyền sử dụng nha. Chúc mừng em, cảm ơn em lần. Dạ mà anh Luân ơi, bây giờ em còn thiếu thịt. Em nấu thịt kho tim bây giờ hết thịt rồi. Không có thịt, trời ơi, cho anh thở luôn. Dạ, thử thách của anh là vừa lắc vòng vừa đạp bể 10 quả bong bóng xung quanh phòng khách ạ. À. Có bao giờ anh lắc vòng chưa? Chưa. Em bật mí rồi. Nói là lắc vòng nhưng mà đâu có nói lắc cái bộ phận nào đâu. Đúng không? Mình... À đúng rồi, mình lắc bằng tay có gì đâu. Rồi. Ráng, ráng, đạp phải không? Đạp phải không? Đạp, đạp, đạp. Đó, đạp mạnh lên, đạp mạnh lên. Tức giận đó. Tưởng tượng đó là MC đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, phải lắc nha. Không được dừng lại á. Hay quá. Ráng lên. Úi giời ơi. Phải lắc nha. Lắc liên tục. Còn đạp mà không có lắc là bị phạm quy. Yeah, yeah, yeah. Hay quá. Ráng, ráng, ráng. Ráng lên. Hay quá. Ok. Ráng lên, ráng lên luôn ơi. Trời ơi, giỏi quá. Thiệt, còn trái cuối, còn trái cuối. Rồi, anh đạp đi, anh đạp đi. Anh đạp đi. Ráng luôn ơi. Ok. Em biết nha, em biết nha. Tự nhiên nó bay như thế nha. Không biết gì chưa nha. Được thôi. Được thôi. Trời ghê vậy, chơi nhiệt tình được chứ. Nè. Tiếp tiếp. Chờ nhắm mắt. Quá khỏe luôn. Chúc mừng em. Em. Sử dụng thịt đi em. Đây. Ngồi xin nghỉ xíu. Trời ơi. Ta nói là muốn ăn phải lăn vô bếp. Câu đó nghe rồi. Dạ. Mà cái này không nghĩ là lăn đâu. Mình nhảy xong mình lắc. Anh ơi. Ơi. Chưa kịp nghỉ luôn á. Nữa hả em? Nữa hả? Wow. Bây giờ em muốn nấu thì em phải cần tôm. Mà mình có một cái thử thách thì anh giúp em thực hiện để em được sử dụng tôm nha. Ok ok. Dạ, đó là bịt mắt, chọn một trong số những loại nhân để kẹp vào bánh mì sandwich ăn. Giỡn vậy. Đây là cái bánh sandwich có hai cái lát hen. Rồi. Rồi bên cạnh đó là năm cái muỗng. Đây, cái ngón tay của anh đây nha. Rồi. 1 2 3 4 5. Anh chọn muỗng số mấy? Nào, 5 một. Thì thôi mình chọn giữa là số 3. Số 3, số 3 là cái này nha. Ok. Anh lấy số 3 này nè. Rồi. Cái anh chét vô bánh mì. Dịch dịch đi qua đây, dịch qua đây. Ăn, rồi, cất cái muỗng.
Nói chung là anh em mình hồi xưa giờ biết nhau cũng lâu rồi đúng không? Đồng cam cộng khổ nè. Cam cộng khổ nè. Chia đôi cho bánh. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Ok. Anh em mình thử không, không. Anh ăn trước rồi em ăn sau. Đúng rồi. Tức là nãy anh đã bịt mắt rồi, tức là anh đã trước em bước rồi, bây giờ em ăn cái trước cho anh thôi, có gì đâu. Không, chấp nhận luôn. Rồi. À. Rồi. À, ok rồi đó. Nhả thiệt ăn sợ đi. Chả lẽ sợ không miệng vui nè. Bánh trong miệng nè. Đúng rồi. Rồi. Nhai, nhai, nhai. Ngon, trời ơi. Nó ngon ông ơi. Đó, đó, lắm. Ok, ok, ok. Nhai, 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 nhai. Không có pha luôn hả? Nguyên chất luôn hả? Nguyên chất. Em ơi, anh ăn rồi, anh ăn rồi. Em nhâm nha, cảm ơn dạ, em nha. Chúc mừng em, chúc mừng em. Dạ, mà luôn ơi. Hả? Em thiếu cải salad rồi. Anh có thể giúp em lấy cải salad tôm. Dạ, thử thách của anh là vừa nhảy dây vừa hát một bài hát chữa tình bất kỳ. Sở trường của anh rồi. Hát mà nhảy bài hát mà anh thích chắc bolero, mà nhảy nhảy chắc remix quá. Không biết hát. Lên. Rồi em biết anh hát bài gì nè. Thôi giờ mình hát bài về miền Tây luôn ha. Ok, hợp lý quá. Xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ. À. Rồi, rớt nhịp lại. Thấy chưa? Áo trắng bây giờ còn thèn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê em gái ơi. Sấp. Vậy hai ba lại. Non lá nghiêng nghiêng ngoài sao thấy được mặt nàng đây. Gật như chú chó trên nó tờ. Gật như chú chó trên nó tờ baby. Gật như chú chó trên nó tờ. Sông nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Cô gái đưa đỏ đẹp rạng ngời. Ok 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 ok. Giỏi lắm rồi, thấy thương quá. Trời ơi, mồ hôi ghê quá quá trời. Cảm ơn Minh Luân rất nhiều. Nào, chúc mừng Diệu, mình được quyền sử dụng món tiếp theo nha. Dạ. Trời ơi, thương quá. Còn nữa hả? Hết rồi. Thà cho anh. Bây giờ xin mời quý vị dành đôi phút cho anh Minh Luân. Anh ra ngoài, anh đánh răng, súc miệng cho bớt mù tạt. Nào, chúng ta nhường không gian chế biến lại dành cho hai bạn Diệu và Khánh thôi. Chúc hai bạn nấu ăn thật là ngon nha. Xin mời anh Luân. Rồi, anh luôn nhớ về hai em nha. Xong rồi, hai siêu phẩm của bạn Khánh và bạn Diệu đã sẵn sàng để phục vụ cho quý khách. Anh Minh Luân thấy đẹp mắt không ạ? Về cái nhìn thì Minh Luân cảm thấy rất là hài lòng với là cái món này. Dạ. Món này thì chưa có bắt mắt lắm, nhưng mà không biết là lát nữa ăn thì sẽ như thế nào thôi. Nhưng mà thật sự là do tố chất của hai món ăn mang đặc thù của từng cái màu sắc. Thì chắc chắn mà... là cái hương vị nó cũng khác nhau nữa. Đây là món kho và một món lăn bột mà. Như vậy thì với hai món ăn này anh muốn thưởng thức món nào trước? Theo tư vấn của em nha, mình thử món không cay trước. Chắc chắn là món nào mình cũng phải thử rồi. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử món đứng kế bên cạnh mình đi. Chứ là cái món mà mình bắt mắt. Dạ. Thì mình muốn thử xem là có đúng với lại cái nhìn hay không. Tại cái nhìn là rất đẹp rồi. Không biết là cái thưởng thức, cái khẩu vị nó có ngon hay không. Dạ vâng. Cho nên xin mời quý khách trải nghiệm. Xin mời anh thử món tôm tẩm bột sốt chua ngọt. À, đến từ bạn Mỹ Khánh. Chà, Mỹ Khánh cũng khéo tay quá chừng luôn. À, với món ăn này thì Mỹ Khánh muốn chúc cho anh Minh Luân điều gì nè? Em chúc cho anh Luân là sắp tới sẽ có việc kinh doanh thuận lợi, công việc bên nghệ thuật cũng sẽ được phát triển tốt ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng là một ngày nào đó em sẽ đến sân khấu của anh để xem kịch nha. Không dạ, là có dịp đến anh sẽ gửi cho em một cặp vé mời để em xem. Dạ, cảm ơn em. Rồi, ngon nữa thì tặng thêm cặp nữa. Ồ, không thì bớt vé. Dạ rồi, xin mời anh ạ. Bớt nhìn được không? Bớt nhìn được không? Không, giờ miệng là cái nghề của MC mà anh. Ăn tự nhiên chưa kịp ăn, giờ nhìn với lại rồi, mấy mùa rồi, em giờ miệng riết em quen luôn rồi đó, anh cứ tự nhiên đi. Rất là thơm. Rất là hấp dẫn á. Cái mùi thanh. Dạ. Cắn nè. Ồ, trời ơi, cắn mà tiếng giòn cái rạc. Rạc. Trời, này đã rồi. Ngẹn ngào không nói lời luôn mà, khó tả. Là
cắn nhiều quá. Dạ. Ngon ngon ngon, thơm quá thơm quá. So với cái nhìn thì khi mà mình ăn mà mình thưởng thức á thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Wow, nhìn đẹp bắt mắt còn bắt luôn khẩu vị nữa. Đúng rồi, tất cả mọi thứ vừa phải mà mình ăn vô mình cảm thấy là muốn ăn một miếng nữa, cái đó là cái quan trọng nha. Dạ. Khi là mình ăn xong rồi cái là ngán chán ngán không đụng nữa. Mình ngán á, và là bạn Khánh làm được điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Chỉ có một điều thôi, nếu như mà tôm này á mà mình lột luôn cái vỏ thì sẽ ok hơn. Dạ. Như vậy thì với món này thì gần như là hoàn hảo rồi. Đúng rồi. Xin mời anh Luân uống miếng nước trả khẩu vị lại để giữ công bằng cho món sườn non kho tiêu của mình chứ. Trình bày rất là đẹp mắt ha. Rồi. Thơm à, thơm à. Cái mùi nồng nồng của tiêu nè, cái mùi nước mắm nữa. Thơm à. Thơm. Dạ. Rồi anh ăn đi. I'm fine. Ổn mà, ổn, ổn, vẫn ổn. Thịt á thì vừa phải rồi. Dạ. Nhưng mà cái nước, quan trọng cái nước, cho nên là mình luôn phải chấm cái nước tới đây là đấy. Mình có nhận xét chính xác hơn chứ, đúng không? Đúng rồi đó. Khi mà ăn vào thì mình cảm thấy đúng cái hương vị mà mình đã thích từ hồi xưa. Dạ. Thấy nó cái món này cũng rất là ngon. Nhìn thì không bắt mắt nhưng mà khi ăn vào á thì nhớ là ngày xưa. Nhớ là ngày xưa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là giống như là hiện tại mình đang ở cái số 1 đi. Số 1 là tức là mình ăn vô cái tự nhiên nó tăng lên. Dạ, giống như lái xe vậy đó. Đúng rồi. Ăn miếng xong đạp miếng ga hết ga hết số lên số 7. Rồi với món ăn này thì một lời chúc nào đó đến từ bạn Diệu nào, xin mời bạn. Dạ, em sẽ chúc anh là ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Và lúc nào cũng là luôn tươi trẻ và khỏe ạ. Chỉ có điều đó mới giúp mình thành công hơn. Dạ, quá. Và cũng giống như là bạn Khánh, anh sẽ tặng cho em một cặp vé đi xem kịch nha. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc quan trọng dành cho anh Minh Luân ha. Rồi. Anh đã thưởng thức hai món ăn rồi. Rồi. Hãy chọn ra một trong hai món ăn thì chúc mừng chủ nhân đó đã đạt được giải nhất ngày hôm nay. Thật sự để so sánh món nào hơn, món nào khó. Khó lắm. Hai trường phái khác nhau. Thật sự thì Minh Luân cảm thấy ấn tượng. Nhiều hơn ở cái món sườn non kho tiêu. Dạ. Cho mình nhiều cảm xúc hơn đó. Thì chính vì vậy mà mình có ấn tượng nhiều hơn. Xin chúc mừng bạn Diệu. Như vậy chúng ta chiến thắng ngày hôm nay cũng rất là may mắn đúng không nào. Trong khi là tài năng của bạn Khánh cũng đâu có vừa. Cảm ơn Minh Luân rất nhiều. Và bây giờ xin mời cả nhà mình nhận thưởng thôi. Quá tuyệt vời với phần thi đấu của cả hai siêu đầu bếp ngày hôm nay của chúng tôi. Và trên tay Hoàng Đô Bơ chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng đã chúc mừng cho bạn Diệu giành chiến thắng ngày hôm nay. Xin mời anh Minh Luân trao cho Diệu ạ. Rồi, xin chúc mừng bạn Diệu nha. Dạ. Và hy vọng là Diệu cũng sẽ cố gắng làm sao để duy trì được phong độ này của mình. Dạ. Để nấu ăn thật ngon cho gia đình và người thân nha. Dạ. Dạ, bên cạnh đó là một phần quà nữa dành cho người về nhì ngày hôm nay. Đó chính là em đó, Khánh ơi. Em đoán xem quà là gì nào? Tặng em anh Minh Luân hả? Không, anh nè. Ôm anh cái là. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Một cái ôm của anh Minh Luân chịu không? Dạ. Chịu. Chịu quá đi. Rồi, cảm ơn em. Biết lắm mà, ai cũng đâu có chịu ông Minh Si đâu. Rồi, xong rồi. Ủa, tập vậy ra, sao anh không ôm em? Rồi, chúc mừng em. Ôi trời ơi, vậy luôn đó. Ôi, vậy là thêm được quạt hiếu ngoại bên kia nữa. Cảm ơn hai bạn rất nhiều ngày hôm nay đã mang lại những món ăn ngon, mà quan trọng là cái tình cảm của mình dành cho thần tượng nghệ sĩ Minh Luân. Chúc cho anh luôn phong độ vậy nha. Rồi, một lần nữa, Minh Luân xin được cảm ơn hai người chơi nè, đã mang đến cho Minh Luân những cảm giác rất là thú vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúc cho chương trình càng ngày phát triển nữa, để cho những người chơi như Minh Luân hay là những người bạn đồng nghiệp của Minh Luân có dịp để thưởng thức những món ăn, những cái kỷ niệm của mình hồi thời thơ ấu chẳng hạn. Đó là một cái điều rất là ý nghĩa trong cuộc sống này. Xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Luân rất nhiều. Và đương nhiên là chúng ta sẽ còn gặp nhau vào tuần sau lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.